vì sao gọi việt nam là đông lào hello xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh tri thức quanh ta các bạn ơi thời còn đi học các bạn yêu thích nhất là môn học nào tôi trả lời trước nha tôi thì tôi hứng thú nhất với môn địa lý đơn giản là vì thông qua môn học này chúng ta biết thêm được nhiều địa danh nhiều vùng đất mới cái tên gọi mới mà trước đó chúng ta chưa từng nghe qua tuy nhiên dù đam mê môn học này đến thế nhưng cũng chỉ biết những kiến thức được ghi chép lại trong sách thôi chưa có những thứ bên lề thì còn vô vàng điển hình như mới đây tôi đọc trên một trang mạng và được biết rằng việt nam chúng ta đôi khi còn được nhiều người gọi với cái tên là đông lào tại sao lại có tên gọi này ừ nghe cũng có vẻ là ha cùng tôi tìm hiểu ngay sau đây thôi Trước tiên ai cũng có thể trả lời được, gọi Việt Nam là Đông Lào là vì Việt Nam nằm ở phía đông của nước Lào. Xét về vị trí địa lý thì điều này hoàn toàn chính xác 100% nhé. Nhưng vì sao lại phải gọi như vậy thay vì gọi tên Việt Nam? Cái tên này bắt đầu xuất hiện trên các diễn đàn và các trang mạng điện tử từ khoảng năm 2012 các bạn nha. Nguồn gốc của nó thì xuất phát từ Fansbay, đơn vị tác chiến điện tử Fans Bay gồm những người quan tâm đến các thông tin quân sự chính trị. Và cũng xin khẳng định luôn, đây không phải là tên gọi chính thức, chỉ là tên gọi trên mạng mà thôi. Cơ sở để cái tên này xuất hiện thì theo tôi có hai nguyên nhân chính. Nếu đam mê môn địa lý, thì hẳn chúng ta đã biết Việt Nam nằm ở phía đông nước Lào. Đường biên giới của Việt Nam giáp với nước Lào là lớn nhất, tổng chiều dài là 2067 km. Căn cứ theo tổng chiều dài của đường biên giới, nhiều người đã gọi vui Việt Nam là nước Đông Lào. Sẽ có một câu hỏi vui vui của nhiều người thắc mắc là tại sao Việt Nam cũng nằm ở phía đông của Campuchia mà lại không gọi là Đông Cam? Ok, thế này nha các bạn, dù Việt Nam của chúng ta có tiếp giáp đường biên với cả Campuchia và còn cả với Trung Quốc nữa, nhưng xét cho cùng phần lớn đường biên là tiếp giáp với Lào. Chiều dài thì tôi đã nói phía trên rồi là 2067 cây số đó. Còn tiếp giáp với Trung Quốc và Campuchia thì ít hơn, cụ thể là tiếp giáp với Trung Quốc là 1449 cây số, tiếp giáp với Campuchia là 1137 cây số. Rồi, vậy thì gọi là Đông Lào là cái tên hợp lý nhất nếu xét về vị trí địa lý phải không các bạn? Xét thêm một nguyên nhân nữa là trên phương diện quan hệ chính trị việt nam và lào là hai nước có tình cảm thân thiết sâu nặng nhất việt nam và lào đã nương tựa giúp đỡ lẫn nhau qua các thời kỳ chiến tranh chống đế quốc xâm lược dùng cụm từ đông lào cũng thể hiện sự gắn kết giữa hai quốc gia nhưng đó chỉ là hai nguyên nhân bề nổi mà chúng ta thấy nó hợp lý với tên gọi thôi còn nguyên nhân sâu xa của người khởi tích ra tên gọi này thì có phải như vậy chăng Bay, đơn vị tác chiến điện tử tổ chức khai sinh tên gọi này có đưa ra mấy lời giải thích như sau. Lật lại khoảng 10 đến 15 năm trước, đó là thời điểm mạng internet mới bắt đầu phổ biến, nhu cầu bàn luận về quân sự quốc phòng Việt Nam cũng rất lớn. Nhưng vào giai đoạn đó thông tin quân sự vẫn là yếu tố rất hạn chế, dù rất muốn bàn luận nhiều người vẫn tỏ ra lo ngại khi có thể bị quy vào tội làm lộ bí mật quân sự vì vậy một hệ thống biệt danh thay thế đã xuất hiện điển hình như việc gọi việt nam là nc nam cực hay trung quốc là bc bắc cực mục đích chủ yếu là để có thể lách luật tránh gặp rắc rối thời nay đã thay đổi nhiều thông tin tràn ngập khắp nơi để bà con nhân dân tìm hiểu tuy nhiên họ vẫn tạo ra thuật ngữ đông lào vừa nhằm mục đích đánh lạc hướng vừa là cách gọi hài hước còn khi đề cập tới thông tin xã hội hoặc mang tính chất quan trọng như tuyên bố chủ quyền chẳng hạn đương nhiên vẫn bắt buộc phải sử dụng tên gọi việt nam trên đây là toàn bộ nguồn gốc ra đời của cái tên gọi này các bạn chắc đã rõ cả rồi phải không ạ à? theo các bạn á, thì gọi tên việt nam ta bằng cái tên đông lào thì có nên hay không và nó ảnh hưởng tác động đến những gì tôi sẽ phân tích một vài điểm như thế này nha đầu tiên có ý kiến cho rằng cách gọi Đông Lào sẽ gây kích thích sự tò mò giúp Việt Nam được nhiều người biết đến hơn. Chà chà, cái kiểu scandal đi mà. Nhưng cá nhân tôi thì tôi hoàn toàn không đồng ý với điều này. Gây sự chú ý chỉ dành cho những cá nhân hay tổ chức nào muốn tên tuổi của mình được nổi lên mà thôi. Còn nước Việt chúng ta ít ra cũng có lịch sử hơn 4.000 năm rồi, gọi như vậy không những vô ích mà còn phai mờ đi tên quốc gia mình tôi thiết nghĩ chỉ riêng việc một đất nước nhỏ bé mà đã bao lần đánh bại những đế quốc hùng mạnh trên thế giới điều đó đã đưa tiếng tâm của việt nam ta lan rộng khắp toàn cầu rồi đâu cần phải dùng chiến thuật thay tên làm gì cơ chứ các bạn có đồng ý với tôi ở điểm này không tuy nhiên thì tên gọi này cũng không hoàn toàn là tiêu cực đâu nhé có chăng là nó tiêu cực theo quan điểm của từng người thôi tôi thì thấy hợp lý nếu như khi gọi việt nam là đông lào không phải là để tạo sự tò mò hay đánh giá ngang tầm hai quốc gia với nhau như nhiều người vẫn nghĩ vì cả hai quốc gia đều đang trên đà phát triển vì thế luôn cần phải nỗ lực hơn trong các giai đoạn tiếp theo cả hai quốc gia đều có những thế mạnh riêng những vấn đề cần được cải thiện trong tương lai vì thế không ai gọi việt nam là đông lào chỉ để đánh giá việt nam và lào là giống nhau người việt nam đôi khi cũng tự gọi mình là đông lào đây cũng là cách để khẳng định vị trí lãnh thổ không thể xâm phạm. Ok, quan điểm của tôi chỉ vậy thôi. Và các bạn đặc biệt chú ý dùm tôi, nếu có gọi Việt Nam chúng ta là Đông Lào thì chỉ là xét theo bản đồ địa lý thế giới. Việt Nam nằm ở phía đông của nước Lào, chứ không được gọi với hàm ý sâu xa gì khác cả nhé. Video hôm nay đến đây cũng xin khép lại. Hãy tiếp tục đồng hành cùng tôi trong các video kế tiếp nhé. Xin chào!